rạng sáng lung linh với vì nào người cho chúng em diễn hài theo khăn tiên dệt lại tình yêu quê hương nguyện hóa sức rừng dây cho quê hương luôn chim đẹp giàu người bạn ơi về phố ơi lòng em vui còn em nhớ bến nước đã lùi xa, phố nhỏ đầm ấm cũng ngập trong lòng hồ. Nhưng vì ánh sáng của Tổ quốc, vì dòng điện ngày mai, người Quỳnh Nhai vẫn hăng hái dỡ nhà, vẫn nhiệt tình và quyết tâm chuyển cả thị trấn lên quê hương mới. Thủy điện sông Đà vẫy gọi, dòng nước đã trào dâng, người Quỳnh Nhai đi lên từ nguồn lực mới, thủy sản và du lịch vùng hồ. Trên hồ nước mênh mông, hàng trăm hòn đảo nhỏ như những viên ngọc đang vẫy chào du khách. Hàng ngàn hecta mặt nước đang hứa hẹn những điểm nuôi trồng thủy sản phong phú ở vùng cao. Cả Quỳnh Nhai đã trở thành công trường, cả Quỳnh Nhai sôi động trong khí thế tiến công, xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp được mùa. Toàn dân Quỳnh Nhai đang phấn đấu đến năm 2015, sản xuất lương thực đạt gần 40.000 tấn. Nguồn lực mới, người Quỳnh Nhai phát triển cây công nghiệp, phấn đấu trồng 2.500 hecta cây cao su. Sông Đà lung linh, sông Đà kỳ vĩ, Quỳnh Nhai rực rỡ sắc hoa. Quỳnh Nhai đang hứa hẹn đón chào khách bốn phương. Hãy đến với Quỳnh Nhai, hãy đến với sông Đà. Dòng nước mênh mông sao trời, nghe dòng sông lay động đàn cá bơi, vầng tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lớn, bên hồ bị vui dâng lưới vút cao dòng hò, thank you.
núi ca đầy. Rồi gió đêm quê mình đang từng ngày đổi mới. Rồi gió đêm quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân. Hò lên chân cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới. Rồi gió đêm gió này cánh tay ta kéo lưới ca đầy. Người Quỳnh Nhai đi lên từ nông nghiệp và thủy sản. Người Quỳnh Nhai phát triển nhờ giao thương và du lịch. Những bản mường Quỳnh Nhai yên vui, các thôn xóm ven núi ven sông tràn ngập nụ cười. Tất cả nhờ bản sắc văn hóa trồng lên cây đại ngàn vững bền. Mỗi độ xuân về, khắp bản trên mường dưới, phụ nữ Thái lại đến với sông Đà, nhờ dòng nước gội sạch những lo toan vất vả quanh năm, xua đi mọi tai ương, xua đi nỗi buồn để đón chào mùa xuân mới. Đây là một phong tục đẹp của người Thái được bảo tồn và phát huy. Dân Quỳnh Nhai trăm bản trăm mường nhưng đều chung nguồn nước sông Đà. Người Quỳnh Nhai bốn phương hội tụ nhưng đều hát câu ca kết đoàn. Điệu xòe Quỳnh Nhai, di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng, đang được Hội đồng Quốc gia đề xuất UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cùng nắm tay trong một điệu xòe, cùng chung bước trong nhịp điệu kết đoàn, cả Quỳnh Nhai vươn lên tầm cao mới. Đoàn kết là nguồn lực, đoàn kết là sức mạnh. Từ ngày hội hôm nay, từ ánh mắt nụ cười rạng rỡ, cả Quỳnh Nhai chung nhịp bước kết đoàn. Toàn dân huyện Quỳnh Nhai quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn cùng lên xòe với các diễn viên mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Quỳnh Nhai. Xin trân trọng kính mời.
chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.